Xin chào quý vị, mời quý vị đến với bản tin trong nước của Trung tâm tin tức Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 8 tháng 11, đồng chí Lê Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ngài Tiến sĩ Johannes Peterlik, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Áo tại Việt Nam đến chào xã giao. Đồng chí Lê Thanh Hải chúc mừng ngài tân đại sứ Áo tại Việt Nam, cảm ơn về các dự án chính phủ Áo đầu tư vào Việt Nam, trong đó có nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đại sứ trao đổi với đồng chí Chủ tịch Lê Thanh Hải một số vấn đề phía Áo quan tâm ở Việt Nam và khẳng định những cam kết của Áo với các công trình đầu tư hợp tác với Việt Nam, trong đó có nhiều dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chính phủ Áo thực hiện đầy đủ. Ngoài dự án cung cấp thiết bị và toa tàu cho dự án tàu điện ngầm cho Thành phố Hồ Chí Minh, ngài đại sứ còn đề xuất một số dự án như cung cấp các thiết bị phòng chống cháy và cứu hộ, cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện, các thiết bị thực hành cho Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đại sứ Áo, Tiến sĩ Johannes Peterlik, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1967 tại Viên, Áo, vào ngành ngoại giao từ năm 1995, làm phát ngôn viên Quốc vụ Khanh, phát ngôn viên Bộ trưởng Ngoại giao 2000 đến 2004. Ngày 11 tháng 8 năm 2004, nhận nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Áo tại Việt Nam. Chiều ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp Đô đốc Bansal, Tư lệnh Hải quân Đông Ấn và đoàn tàu Hải quân Ấn Độ đang ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Đô đốc Bansal và các thành viên đoàn đã mang đến Thành phố Hồ Chí Minh những tình cảm hữu nghị của hai dân tộc. Chúc Đô đốc và đoàn có những ngày lưu lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đầy ý nghĩa. Đô đốc Bansal cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp đoàn, nêu lên những cảm nhận tốt đẹp về đất nước, con người Thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng thông báo một số nội dung trao đổi giữa đoàn và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh Hải quân. Trước đó, đoàn đã viếng và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố. Cũng trong chiều ngày 8 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Tài đã tiếp ông Tom Burns, nguyên Phó Thống đốc bang Queensland Úc, hiện là đặc phái viên của bang Queensland, phụ trách thúc đẩy quan hệ với Việt Nam đến chào xã giao. Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài chúc mừng ông Tom Burns đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh và hy vọng trong tương lai, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam Úc cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và bang Queensland sẽ phát triển trên nhiều lĩnh vực. Ông Tom Burns bày tỏ những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh và trao đổi một số nội dung về dự án hợp tác phòng cháy chữa cháy giữa hai nước Úc và Việt Nam. Ông cũng mong muốn qua chuyến đi này sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, liên quan thanh niên tiên tiến chân dung trẻ miền Đông Nam Bộ vừa kết thúc với lễ hội tôn vinh 30 gương mặt điển hình đại diện cho 250 đại biểu thanh niên tham dự liên quan. Trong cuộc họp mặt và tham gia tọa đàm, những gương mặt đại biểu trẻ của miền Đông Nam Bộ đã đồng tình với ý kiến thanh niên phải bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ những việc làm bình thường nhất, không ngại khó, vượt lên chính mình vì lý tưởng cao đẹp. 250 đại biểu tham dự liên quan là 250 tấm gương tiêu biểu nhất trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi miền Đông Nam Bộ. Mỗi người một công việc khác nhau, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ đều giống nhau ở lý tưởng cống hiến cao đẹp, bằng chính tài năng, sáng tạo, bằng ý chí và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ đã góp một phần rất ý nghĩa trong sự nghiệp xây dựng đất nước, như Bác Hồ đã từng kỳ vọng, thanh niên là vận mệnh sống còn của dân tộc. Trong số 250 đại biểu tiên tiến, có các đồng chí là cán bộ đoàn, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, kỹ sư, doanh nghiệp, vân vân. Hầu hết họ đều để lại ấn tượng đẹp về nhân cách và lý tưởng phấn đấu. Đáng mừng là những tư tưởng, đạo đức của thanh niên miền Đông hôm nay đã và đang được kế thừa từ những tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng người cán bộ cách mạng trong thời kỳ mới. Trong đó, các đức tính, cần, kiệm, liêm, chính, một biểu hiện cụ thể của phẩm chất, trung với nước, hiếu với dân, đã được phát huy qua những việc làm cụ thể và bình thường nhất. Hãy nghe một đại biểu thanh niên miền Đông bộc bạch. Sinh thời Bác của chúng ta từng khẳng định, trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính, thiếu một mùa không thành trời, thiếu một phương không thành đất, và thiếu một đức không thành người. Chính vì thế tôi nghĩ rằng đã là con người Việt Nam và nhất là thanh niên thì bao giờ bốn đức tính
cần kiệm liêm chính cũng luôn là những đức tính phải được trau dồi, phải được rèn luyện dù chúng ta ở cương vị nào, trong hoàn cảnh nào và ở thời đại nào. Vâng, có lẽ là cần kiệm liêm chính là những khái niệm đạo đức phương Đông, đạo đức truyền thống Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh cải biến nội dung, đưa vào những yêu cầu và nội dung mới. Tháng 6 năm 1949, với bút danh Lê Quyết Thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Cần Kiệm Liêm Chính. Người chỉ ra mối quan hệ giữa bốn điều đó và khẳng định cần kiệm liêm chính càng cần thiết đối với cán bộ đảng viên. Bởi vì cán bộ các cơ quan, các đoàn thể cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to hay nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đúc. Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng cần kiệm liêm chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân. Cần kiệm liêm chính là thước đo văn minh, tiến bộ của một dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết, một dân tộc biết cần kiệm, biết liêm là một dân tộc giàu về vật chất, mạnh về tinh thần, là một dân tộc văn minh, tiến bộ. Trong khi đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nóng bỏng về tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa quyền, thì đáng mừng là một bộ phận không nhỏ thanh niên, đội ngũ những cán bộ trẻ của đất nước đã tạo cho mình hướng phấn đấu rất rõ ràng. Từ những việc bình thường nhất cũng hết lòng, hết sức vì cộng đồng, vì xã hội, sống và học tập theo những tiêu chuẩn đạo đức giản dị nhưng sâu sắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dặn dò trước lúc đi xa. Thưa quý vị, sau khi Nghị định 181 hướng dẫn thi hành luật đất đai được ban hành, nhiều chuyên gia đã có nhận định rằng Nghị định này sẽ có tác động mạnh đến thị trường bất động sản, đặc biệt là quy định không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Nhiều người dân đã tỏ ra lo lắng nếu đã mua đất nền trong các dự án trước đây nhưng không có đủ điều kiện xây nhà hoặc không có nhu cầu xây nhà nữa thì có được phép chuyển nhượng không? Tại hội nghị triển khai nghị định do Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ đã khẳng định rõ, Nghị định 181 nhằm mục đích nâng cao công tác quản lý bất động sản, hướng sự phát triển thị trường này theo đúng định hướng và đảm bảo quyền lợi của người dân chính là vấn đề cao nhất mà pháp luật phải thực hiện. Vì vậy, theo Nghị định 181, người dân vẫn đảm bảo được quyền chuyển nhượng theo đúng luật định nếu đã mua đất nền trong các dự án trước ngày 16 tháng 11 năm 2004. Riêng đối với những người đã mua nền nhưng chưa nhận được sổ đỏ thì sẽ vẫn tiếp tục chờ để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo một mẫu thống nhất trong cả nước. Quy định không cho chuyển nhượng nền đất chỉ áp dụng đối với các tổ chức kinh tế sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc cho thuê. Đối với dự án thành phần thì hết dự án thành phần mới được chuyển nhượng. Còn đối với dự án toàn phần thì phải hết dự án toàn phần mới được chuyển nhượng. Đấy rồi, trong những trường hợp là chia nhỏ cái thành phần của dự án như trường hợp mà chia lô bán nền là chúng ta sẽ không cho phép. Thì như vậy là chúng ta tạo ra được một cái môi trường đầu tư nó hiện đại. Quyền của nhà đầu tư là rất rõ ràng nhưng phải thực hiện đúng theo cái dự án đầu tư chứ không được lấy danh nghĩa của dự án đầu tư mà làm việc khác. Xung quanh Nghị định 181, dư luận cũng cho rằng nếu cấm không cho chuyển nhượng đất, nền thì nhiều người không đủ khả năng để mua một lúc cả nhà lẫn đất. Trong trường hợp này, nhà nước đang tính toán lại để có chính sách hỗ trợ cho người dân, chẳng hạn như cho người dân mua nhà trả góp, trả chậm. Những điểm cần lưu ý trong Nghị định 181 là tại Sở Tài nguyên Môi trường của mỗi địa phương sẽ có các văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính và thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Việc đấu giá quyền sử dụng đất khi tham gia thị trường bất động sản phải trực tiếp công khai. Chỉ có các hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới được chuyển nhượng đất nông nghiệp. Trong thời gian không quá 2 tháng rưỡi, sau khi làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Luật đất đai năm 2003 cũng cho thấy, đây là lần đầu tiên luật quy định về quyền sử dụng đất tham gia vào thị trường bất động sản. Điều này cũng có nghĩa là nhà nước đã nhìn nhận quyền sử dụng đất là một loại hàng hóa và chấp nhận cơ chế một giá đất, tránh trường hợp định giá đất của nhà nước và giá đất thị trường chênh lệch quá xa, tạo kẽ hở cho việc đầu cơ bất động sản như đã từng xảy ra trước đây. Lần này chúng ta đưa vào có nghĩa là chúng ta chấp nhận cơ chế một giá đất, giá của nhà nước quy định phù hợp với giá thị trường. Và như vậy thì làm đấy đã cung cấp cái sức sống cho thị trường, nó mới sống thật, thị trường ý mới là thị trường sống thật. Chỉ có một cái điều là chúng ta chuyển từ cơ chế hai giá về cơ chế một giá, nó có những cái bước nhảy là cái điều
cần phải xem xét kỹ. Chúng ta nên có cái lộ trình như thế nào đấy để tạo ra không có cái bước đột biến. Trong quá trình triển khai luật đất đai 2003, thông tin về đất đai sẽ được công khai tại các văn phòng đăng ký sử dụng đất tại các địa phương và công khai trên mạng Internet của Bộ Tài nguyên Môi trường theo địa chỉ trang web www.mornre.gov.vn. Theo kế hoạch, nhà nước phấn đấu đến năm 2005 sẽ cấp xong cho các đối tượng đủ điều kiện để đến ngày 1 tháng 1 năm 2007 không sử dụng các giấy tờ hợp lệ để giao dịch. Mọi giao dịch chỉ thực hiện trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lần đầu tiên, mô hình kết nối Switch to Switch, tức mô hình kết nối giữa hệ thống chuyển mạch để thanh toán thẻ, được triển khai tại Việt Nam giữa Vietcombank và Chohun Vinapeng, mở ra một hướng phát triển mới trong quan hệ hợp tác kinh doanh dịch vụ thẻ giữa các ngân hàng. Theo mô hình hợp tác này, các ngân hàng có thể tận dụng hệ thống công nghệ sẵn có để kết nối với nhau, nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư mở rộng mạng lưới dịch vụ thẻ, tăng thêm tiện ích cho khách hàng. Với việc triển khai hệ thống kết nối, Chohun Vina sẽ trở thành ngân hàng đại lý của Vietcombank. Và với sự hợp tác với Vietcombank, Chohun Vinabank được kết nối và chia sẻ hệ thống rút tiền tự động ATM với Vietcombank, được thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ ghi nợ nội địa và thẻ quốc tế tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Ngoài ra, với sự bảo trợ của Vietcombank, Chohun Vinabank sẽ thực hiện dịch vụ phát hành thẻ quốc tế mang thương hiệu Mastercard thông qua hệ thống công nghệ của Vietcombank trong thời gian tới. Lễ khai trương kết nối hệ thống dịch vụ thẻ Vietcombank và Chohun Vinabank đã đánh dấu một bước phát triển mới trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thẻ. Hiện tại, Vietcombank đã và đang thực hiện kết nối với hơn 15 ngân hàng thương mại cổ phần trong nước. Tuy nhiên, việc kết nối với Chohun Vinabank, một ngân hàng liên doanh giữa Hàn Quốc và Việt Nam, sử dụng hoàn toàn chương trình công nghệ của Hàn Quốc, cho thấy khả năng kết nối mở rộng của hệ thống công nghệ Vietcombank. Với mô hình kết nối này, khách hàng sử dụng sản phẩm Cashcard của Chohun Vinabank có thể thực hiện giao dịch tại khoảng 250 máy ATM của Vietcombank, cũng như điểm chấp nhận thẻ của hơn 15 ngân hàng thương mại cổ phần khác là ngân hàng đại lý của Vietcombank. Đồng thời, sản phẩm thẻ kết nối 24/24 giờ của Vietcombank có thể được sử dụng tại các máy ATM của Chohun Vinabank. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam phối hợp với Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Bộ Y tế đã tổ chức chương trình hội thảo triển khai Nghị định 163/2004/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại hội nghị, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đáng, Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đã trình bày chi tiết pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm của Chính phủ như những quy định chung của pháp lệnh vệ sinh an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trách nhiệm quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và trách nhiệm trong phòng ngừa khắc phục ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Bên cạnh đó, hội nghị còn là dịp trao đổi ý kiến cho các doanh nghiệp về những kinh nghiệm thực tiễn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các công ty có uy tín trên thị trường, những ý kiến bảo vệ người tiêu dùng và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, đồng thời báo cáo kết quả thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình thị trường trong những tháng cuối năm 2004. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010, Liên quan thông tin lưu động Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2004 đã thu hút sự tham gia của 20/24 quận huyện. Liên quan là dịp để các đội thông tin lưu động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm góp phần nâng cao nhận thức và cổ vũ phong trào hành động của nhân dân tham gia phòng ngừa và ngăn chặn lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng, giảm tác hại của đại dịch này đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Điểm mới trong việc xây dựng lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên ở các quận huyện là các đội đã chú trọng đầu tư cho nhiều diễn viên quần chúng có khả năng hát hay, diễn xuất giỏi. Nhờ vậy, mặc dù tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, nhưng các câu chuyện đều được các diễn viên thể hiện thật truyền cảm, nêu bật sự lạc quan, gợi mở niềm tin vào cuộc sống, tạo sự chuyển động tích cực trong cách nhìn về căn bệnh HIV/AIDS hiện nay. Kết thúc liên hoan có 2 giải A, 3 giải B, 3 giải C, 5 giải khuyến khích và 28 tuyên truyền viên được tặng thưởng danh hiệu tuyên truyền viên xuất sắc. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 và 15 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi về nguồn nhằm giáo dục truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ cho thế hệ trẻ. Cũng trong dịp này, đoàn đã giao lưu với một số đài bạn khu vực Tây Nguyên như Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông, Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai Kon Tum. Mặc dù đài bạn do điều kiện kinh phí có hạn nên gặp nhiều khó khăn trong tác nghiệp, nhưng với tinh thần làm việc hết mình,
các đài Tây Nguyên cũng đã đạt được những thành tích đáng kể trong công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng tới người dân vùng Tây Nguyên. Đặc biệt như đài phát thanh truyền hình Kon Tum đã phát tới 4 thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số. Trong buổi giao lưu, các đài Tây Nguyên đã gửi lời cảm ơn tới ban giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên đài truyền hình thành phố đã giúp đỡ về vật chất cũng như đào tạo kỹ thuật chuyên môn cho đài bạn và mong muốn hợp tác hơn nữa trong thời gian tới. Tới nghĩa trang Trường Sơn, nhiều cựu chiến binh của đài đã từng sống và chiến đấu, thậm chí nhiều đồng chí đã bỏ một phần xương thịt nơi đây, đã bùi ngùi xúc động thắp hương tưởng nhớ hàng vạn chiến sĩ đã nằm tại nơi này, những người con của mọi miền đất nước chiến đấu hy sinh trong sự nghiệp giải phóng đất nước. Rời nghĩa trang Trường Sơn, đoàn tới thăm di tích căn cứ Tà Cơn, nhà tù Lao Bảo, thành cổ Quảng Trị, những địa danh đã in đậm trong sự đấu tranh hào hùng của dân tộc.